với hơn 7 năm kinh nghiệm tư vấn học chuyên sâu về lĩnh vực du học Singapore, Malaysia. Hàng tuần công ty của tôi nhận hàng trăm câu hỏi của các quý vị phụ huynh học sinh gửi đến văn phòng. Trong buổi giao lưu với các bạn hôm nay, tôi xin trích ra một câu hỏi của bạn Đức Phong ở quận 11. Câu hỏi của bạn có nội dung cụ thể như sau. Nhưng mà bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2005, sau đó có sang Thái Lan học, rồi vì điều kiện kinh tế gia đình và có người thân ở Úc nên có sang Úc du học tại Úc. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì vì cái điều kiện lý do cá nhân nên không thể tiếp tục giữ việc học tại Úc nữa, nên đang có cái định hướng và có nhu cầu muốn tìm kiếm một khóa học chuyên về cái khóa ẩm thực tại Singapore. Và em có nhờ văn phòng tư vấn về một số chương trình học cũng như là những trường chuyên dạy về cái lĩnh vực này. Trước hết thì mình cảm ơn câu hỏi của văn phòng đã đến văn phòng. Hôm nay mình xin trả lời tư vấn cho bạn một vài điều cho bạn nhìn nhận bạn cũng rõ hơn về cái chương trình học cũng như là cái chương trình ẩm thực tại Singapore. Trước hết là bên Singapore nó rất là nổi tiếng và đào tạo rất tốt về những cái chuyên ngành du lịch khách sạn. Tuy nhiên thì đa số các trường mình đó đều dạy chuyên về hospitality, không có ít có trường nó chỉ phân ra những cái lĩnh vực nhỏ riêng. Do đó là đối với cái khóa ẩm thực của bạn thì bạn có thể tìm hiểu ở trường cao đẳng khối ra thêm. Vì cái trường này nó có một đặc điểm là những cái chương trình học từ cái chương trình DIP lên tới Advanced đều do những cái tổ chức của Anh Quốc cấp bằng như là CGI, tổ chức VTEC Excel. Hơn nữa là trường thì sẽ phân ra từng chuyên ngành rất là cụ thể. Bạn có thể học về có thể là ẩm thực, học về pha chế rượu, hoặc là học về hotel, học về tourist, hoặc là học về hospitality. Thì mỗi cái lĩnh vực nó đều có một cái phân thành rõ ràng. Do đó trường này nó sẽ đến những bạn nào đang có nhu cầu cũng như là đang có mong muốn tìm một khóa học chuyên về một lĩnh vực nào đó mà mình mong muốn bộ trong ngành du lịch sản thì mình tìm hiểu và học tập ở tại trường này là một lựa chọn rất là tốt. Đó là những cái ý kiến cơ bản của mình nhằm để các bạn hiểu thêm về những cái chương trình học cũng như là một số trường nó chuyên về cái lĩnh vực ẩm thực. Mong là bạn sẽ có những sự lựa chọn nó phù hợp cho bản thân mình trong cái thời gian tới. Gia đình có ý định cho con tôi đi du học Singapore, nhưng không biết quy trình tuyển sinh ở các trường Singapore như thế nào, có những loại hình đào tạo gì, quy trình để xin visa như thế nào, và khi con tôi qua đó thì có thể mở thẻ ATM để thuận tiện trong việc quản lý chi tiêu và cách thức như thế nào. Thì trước tiên cảm ơn vị phụ huynh đã có câu hỏi gửi đến văn phòng. Tôi xin trả lời câu hỏi như sau. Thứ nhất, vị phụ huynh hỏi về cái loại hình đào tạo ở Singapore. Thì hiện tại ở Singapore có 3 trường đại học công lập và rất nhiều các hệ thống giáo dục tư nhân hay còn gọi là trường tư thục. Thì các trường tư thục này muốn tuyển được sinh viên quốc tế phải đảm bảo được chứng chỉ NQS của bộ giáo dục Singapore. Các trường tư thục ở Singapore phải duy trì được chỉ tiêu đảm bảo chất lượng và các hoạt động kinh doanh của trường phải được bộ giáo dục và phải được bộ giáo dục chấp thuận. Về cái quy trình tuyển sinh của trường thì du học sinh muốn du học tại Singapore thì trước tiên phải xác định được ngành và trường mà mình muốn theo học. Nếu chưa xác định được thì các bạn có thể đến tư vấn tại công ty tư vấn du học Hàng Lương để được xác định nghề và để được xác định ngành và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Sau đó sau khi xác định được ngành thì các bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng. Vì công ty du học Hàng Lương là đại diện của học hết các trường đại học cao đẳng tại Singapore, nhân viên của công ty Hàng Lương sẽ hoàn tất thủ tục cho các bạn hoàn toàn miễn phí trong vòng 4-6 tuần. Về thủ tục xin visa thì hầu hết các du học sinh quốc tế đều phải nộp đơn xin visa hay còn gọi là thư chấp nhận của lãnh sự quán Singapore. Thì quá trình này cũng được công ty tư vấn du học Hàng Lương hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Về việc mở tài khoản ngân hàng thì việc mở tài khoản ngân hàng tại Singapore cũng rất dễ dàng. Khi sinh viên đặt chân đến Singapore, công ty Hàng Lương sẽ cử nhân viên đến tận sân bay để đón sinh viên về ký túc xá và hoàn tất các thủ tục trước khi nhập học và hướng dẫn mở thẻ ATM. Để mở được thẻ ATM, sinh viên cần phải mang theo một khoản tiền đặt cọc
tối thiểu là 100 đô la sinh đối với sinh viên dưới 21 tuổi, thẻ sinh viên và bắt to hoặc là các tôi chấp nhận hoặc là các tôi giới thiệu của nhà trường. Việc mở thẻ hai em rất nhanh chóng và là các quản lý tiền và sinh viên quản lý đối với là du học sinh. Thì câu hỏi của tôi, câu trả lời của chúng tôi đến đây là hết. Thì mọi thắc mắc về du học sinh Nga Loan, các bạn vui lòng liên hệ về địa chỉ một công ty tư vấn du học Hà Lương, 161 Nguyễn Chí Thanh nói dài, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc truy cập vào website www.duhocthanglung.edu.vn hoặc có thể gọi vào qua số điện thoại hotline 0935 047 913, 0935 047 914, 0935 047 915. Tôi xin cảm ơn và chào.